Xin kính chào quý cô bác, anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của em Dân Hàng Bãi nhé. Hôm nay thì lại về thêm cho chúng ta được một cái lô thắt lưng, ví, cá sấu và một số những cái mẫu dép da cá sấu và da bò nhé. Cái lô này về thì rất là chất lượng này các bác này. Đấy, đầy đủ các size số cho chúng ta có thể tha hồ lựa chọn các bác nhé. Đấy, các loại size, các loại chân, cỡ chân đều vừa vặn luôn. Đấy, con này thì là một cái mẫu này là một mẫu da cá sấu này. Đấy, đế của nó là một đế lớp đế cao su chống trơn trượt, rất là ok cho các bác nhé. Đấy, con này thì bên trong được lót một lớp, thêm một lớp da bò cho chúng ta để các bác có thể đi lại cho nó mềm mại mà nó không bị đau rát chân. Đấy, nó tạo cho chúng ta cảm một cảm giác rất là thoải mái khi các bác đi nhé. Đấy, thì đặt lô hôm nay thì về cho chúng ta là một cái lô này, màu sắc của nó cũng rất là đẹp. Đấy, nó rất là ok luôn các bác nhé. Da cá sấu này. Còn đây là một cái mẫu da bò nhé các bác nhé. Dép da bò thì size số của nó thì bên em cũng rất là đầy đủ cho các bác luôn. Đấy, dép da bò này thì những cái đường may, đường khâu của nó, kể cả là dép da cá sấu nữa thôi. Đấy, tất cả đều rất là chất lượng. Đấy, một lô hàng này thì nó rất là chất lượng cho chúng ta và tất cả các size số. Thì quý cô bác anh chị đặt hàng thì liên hệ trực tiếp vào số hotline của bên em Dân, đó là 0915402977, và bên shop em ship code toàn quốc nhé. Đấy, bên em ship code toàn quốc cho các bác luôn. Những cái lô hàng chất lượng này thì rất là về rất là ít các bác nhé. Đấy, nó về rất là ít cho chúng ta luôn này. Đấy, chất lượng của nó là đế lót này. Đấy, size số đầy đủ ok cho các bác luôn. Hàng thì đảm bảo cho các bác đến tay các bác là hàng chất lượng. Các bác yên tâm đảm bảo một điều, đó là hàng bên em quảng cáo như nào là đúng như thế, gửi cho hàng cho các bác không có một chút nào gọi là sai lệch nhé. Đấy, còn đây là một số những mẫu ví da này. Đấy, còn một số mẫu ví da cá sấu này. Đấy, hàng này thì nói chung là nó là hàng chất rồi. Con này thì bên em Dân đang bán với giá là 450.000 một cái nhé. Đấy, dòng này thì 450.000 một cái mẫu da và cá sấu này nhé. Đấy, con này thì nó rất là nhiều ngăn, cầm một tay nên là hơi bất tiện một tí, nên là các bác thông cảm nhé. Đấy, có ngăn khóa, ngăn kéo này, và những cái ngăn này để chúng ta để giấy tờ, sổ sách cũng rất là tuyệt vời nhé. Cũng rất là tuyệt vời này các bác này. Đấy, hàng đẹp luôn. Hàng đẹp luôn nhé. Đây là một mẫu ví này. Đấy, còn một này là mẫu ví cầm tay này. Mẫu ví cầm tay này phù hợp cho các bác là nam giới hoặc là các chị em phụ nữ văn phòng thì chúng ta cũng có thể sử dụng thoải mái luôn này. Đấy, trong này thì nó cũng đầy đủ các ngăn cho các bác. Đầy đủ các ngăn cho các bác để các bác để giấy tờ. Đấy, đầy đủ luôn, không thiếu một cái gì cả. Đấy, các ngăn các bác đựng tiền, đựng giấy tờ, đựng đồ son phấn cũng rất là hợp nhé. Rất là hợp mà rất là sang. Đấy, một con mẫu này là mẫu da cá sấu, hàng chất lượng luôn. Mẫu da cá sấu này, hàng này hàng chất lượng luôn nhé. Con mẫu này thì đấy, con mẫu này thì hàng mới về nên bên em vẫn chưa cập nhật được cái giá. Thì các bác có thể liên hệ trực tiếp với em Dân, hoặc là các bác có thể để lại bình luận. Đấy, hoặc là các bác để ý một chút ở phần bình luận thì em Dân sẽ để lại cái giá tiền ở phần bình luận, hoặc các bác có thể liên hệ trực tiếp với em Dân nhé. Hàng đẹp luôn, hai màu. Hàng đẹp bên em về hai màu cho chúng ta này, màu đen và màu vàng này. Số lượng của nó thì cũng có hạn đấy các bác nhé. Những cái mẫu lô hàng chất lượng và hàng đẹp này thì về nó không có nhiều đâu, nên là các bác có thể nhanh tay đặt hàng và liên hệ trực tiếp với số hotline của em Dân. Đấy, thắt lưng cũng thế này. Thắt lưng thì bên em về thêm cho các bác là da cá sấu. Đấy, da cá sấu và mẫu da bò. Đấy, thì về đầy đủ cho chúng ta ngày hôm nay. Đấy, thì các bác có thể tham khảo lên những cái mẫu này. Mẫu da cá sấu đây. Đấy, mẫu thắt lưng da cá sấu này thì bên em đang bán với giá là 500.000 đồng một em thắt lưng da cá sấu. Hàng này thì đảm bảo cho các bác luôn này. Đấy, những cái sống lưng này, đấy, da cá sấu này. Đấy, và còn bên mặt trong này thì nó phủ cho chúng ta một lớp da bò. Đấy, hàng thì đảm bảo với các bác hàng chất lượng. Các bác về các bác kiểm tra hàng nhé, không đúng như em Dân quảng cáo thì em Dân trả lại tiền các bác nhé. Đấy, hoàn tiền 100%, đảm bảo với các bác như quảng cáo luôn. Còn đây là một số những mẫu thắt lưng da bò này, hàng da bò của thương hiệu của nó là của USA, hàng của Mỹ, da bò chuẩn nhập khẩu từ Mỹ về. Đấy, những cái hàng này thì các bác yên tâm một điều là chất lượng bên em thì đảm bảo cho các bác luôn đến từng tí một. Đấy, bên em bán hàng thì đảm bảo cho các bác nhé. Đấy, thì quý cô bác anh chị đi qua kênh thì đừng quên cho shop em Dân xin một nút like, một nút đăng ký kênh nhé. Cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi. Kính chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn các bác.